Gội đầu làm nails hết 700k Việt Nam đồng ở Ấn Độ thì sẽ như thế nào? Xin chào cả nhà đang xem kênh Cô Dâu Ấn Độ Cuộc Sống ở Bangalore, Ấn Độ nhé. Hôm nay thì chồng em đi chơi golf, em cũng vào trong câu lạc bộ để nhuộm tóc, gội đầu, làm nails. Tóc em bạc hết rồi cả nhà. Ở trong câu lạc bộ này thì có đầy đủ các dịch vụ. Tất nhiên câu lạc bộ chơi golf thì sẽ có chơi golf đầu tiên rồi ạ. Rồi spa này, gym này, hồ bơi này, yoga này, có tiệm giặt ủi, rồi shop bán các dụng cụ quần áo chơi golf, nhà hàng, rồi có cả phòng nghỉ dưỡng vân vân, nên rất là tiện luôn, đầy đủ các dịch vụ hết luôn. Và ở trong đây thì chỉ phục vụ thành viên thôi ạ, không phục vụ khách ở bên ngoài vào. Đây là khu vực mà em vào để nhuộm tóc và làm nails nè. Vì là chỉ phục vụ thành viên thôi cho nên vào thì em phải đưa thẻ giống như là check in này mọi người. Và em hỏi cái anh này là em đang có bầu, không thể nhuộm những cái bột nhuộm tóc có hóa chất được, em mang bột nhuộm của em, dầu gội của em được không? Và anh ấy phải gọi cho chủ hỏi và bây giờ đã đồng ý làm cho em đây mọi người ạ. Bột nhuộm tóc hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên, thuần chay hữu cơ, sử dụng được cho cả mẹ bầu và cho con bú. Em ý luôn có sẵn ở Việt Nam nhé. Cả nhà cắt ra và đổ nước ấm vào, cứ khuấy từ từ như thế này này. Đến khi nó sệt sệt như thế này thì chúng ta nhuộm bình thường thôi ạ. Còn đây là chai dầu ủ tóc phục hồi tóc hư tổn như đi chăm sóc tóc ở spa, đặc biệt là những chị em nào mà trước đây hay nhuộm, sấy, duỗi, ép thì đây là cái dầu ủ tóc hết sức là tuyệt vời cho phục hồi tóc hư tổn nhé. Nhuộm tóc xong thì để khoảng 1 tiếng đồng hồ thì sẽ gội lại bằng cái dầu gội chiết xuất từ 21 loại thảo dược thiên nhiên bên em ạ. Tất cả bộ 3 chăm sóc tóc gồm có bột nhuộm tóc từ thảo dược thiên nhiên, dầu ủ tóc phục hồi tóc hư tổn và dầu gội chiết xuất từ 21 loại thảo dược thiên nhiên em đang có sẵn ở Việt Nam rồi nhé. Cả nhà hãy inbox cho em để được tư vấn kỹ hơn nhé. Vì là nhuộm tóc luôn cho nên là cái chị nhân viên này kéo cái bàn ra đây, một bạn vừa nhuộm tóc và một bạn vừa làm nails cho em luôn. Ở Ấn thì người ta sử dụng cái dụng cụ làm nails như thế này rất là phổ biến luôn ạ. Còn kềm cắt móng tay này nọ các thứ là em cầm từ Việt Nam qua nha cả nhà ơi. Nói chung tất cả mọi thứ em đều rất ưng, chỉ riêng cái việc mọi người nhìn thấy này, cắt ra mà cứ giật như thế là em chê rồi nha. Nói chung là ở Việt Nam mình làm nails cắt ra vẫn là luột là từ da trong đến da ngoài, cực kỳ là thích luôn. Ở đây thì cắt ra sẽ không bằng Việt Nam mình đâu cả nhà. Còn lại thì tất cả những cái dịch vụ thì em đều rất là ưng ý luôn. Họ làm cực kỳ là cẩn thận, làm có mỗi nhuộm tóc, rồi làm nails và gội đầu mà hết 2 tiếng rưỡi cả nhà. Ngâm nước, ngâm tay, ngâm chân gì thì đều bằng nước ấm, rất là dễ chịu luôn. Đây, đáng lẽ là vừa ngồi làm chân, làm tay sẽ ngồi bên này luôn, nhưng mà do em làm tóc luôn cho nên là kéo cái bàn ra. Cả nhà thấy cái này là để chỗ gội đầu này, không phải giường cũng không phải ghế luôn, nó nửa nằm nửa ngồi cả nhà ơi. Chút xíu em sẽ ra đó xả tóc sau. Em ý bầu bì gần 7 tháng rồi cho nên là cũng hơi phát tướng và ì ạch rồi. Trời ơi, cái chân em nó ngắn, nãy giờ cái chị kia chỉ chỉnh ghế mãi mà vẫn không vừa cái chân của em, mắc cười ghê vậy đó. Ở đây thì hầu hết tất cả các dịch vụ mình sẽ nên gọi điện đặt lịch trước nhé, để người ta sắp xếp và phục vụ một cách chu đáo nhất ạ. Không riêng là ở trong cái câu lạc bộ chơi golf này đâu, mà em thấy ở Ấn Độ tất cả những cái dịch vụ bệnh viện hay là spa hay nhà hàng hay đi bất cứ nơi đâu thì thường thường sẽ là đặt lịch trước mọi người ạ. Nãy giờ thì em nói chuyện tất cả những nhân viên ở đây thì đều toàn là từ phía miền Bắc Ấn vào đây là miền Nam Ấn Độ để làm việc đó. Có những vùng miền Bắc Ấn sẽ giáp với Trung Quốc này, giáp với Myanmar này, giáp với Nepal, Bhutan này, cho nên là nhìn sẽ không giống người Ấn lắm cả nhà. Em thấy bây giờ ở Ấn Độ thì đi ăn các nhà hàng hay các dịch vụ thì thường thường họ sẽ cộng thêm từ 7% đến 10% phí phục vụ luôn rồi nhé. Còn ở đây thì chưa cộng, cho nên khi mà thanh toán bill thì vợ chồng em sẽ nhìn là trong bill đã cộng cái phí phục vụ hay chưa. Nếu mà chưa thì mình sẽ cũng tip tiền ngoài giống như bên Việt Nam mình thôi ạ.
Nhưng mà có một điều em thấy rất là quý ở họ, đó là cho dù mình bo ít hay nhiều thì họ cực kỳ là trân trọng đồng tiền. Và khi mà mình đưa tiền bo, họ luôn đặt tay lên ngực và cái đồng tiền lên ngực á, vừa cảm ơn mình một cách rất là trân trọng và trịnh trọng nha mọi người. Và mình cảm thấy là rất là vui khi mà cái đồng tiền họ quý trọng và trân trọng như vậy. Cả nhà ơi, em nhuộm xong rồi này, tóc cực kỳ là mềm mại nhé. Và khi nhuộm không có bị rát, bị đỏ, bị ngứa da đầu đâu ạ, bởi vì không có thành phần hóa chất mà hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên. Tiện thể thì em quay cho cả nhà xem cái khu vực nhà vệ sinh này mọi người, hoàn toàn là tông trắng ha. Trong nhà vệ sinh còn để cái máy massage chân này, ghế ngồi này, massage chân này. Bên đằng kia đây, bên này có cả mát đây, một nguyên một cái ghế massage này và những cái tủ động đựng đồ rất là rộng luôn ha. Và đây là cái bill đây mọi người ơi, tổng cộng là hết 2.336 rubies, tương đương khoảng là 700.000 tiền Việt ạ. Tình cờ là em đi ra thì gặp ông xã em luôn, ông xã em nghỉ giữa giờ mọi người ạ. Em bảo là thấy chưa, em mang bột nhuộm với dầu gội vào, người ta làm cho em nè. Lúc đầu anh cứ nói không được đâu, không được đâu. Pink. No, you wait. You look pink. Where pink? Come. You go home? I go home. Yeah, I want have Bye. Lunch at home. Bye. I'm losing very badly. Losing? Losing today? Very, very Poor you.